Vụ lộ pha ghi âm được cho là của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, bức xúc việc Chủ tịch tỉnh không cho rước dân về. Chính quyền lên tiếng nói cắt ghép, trong khi người dân mong đoạn ghi âm là sự thật. Mạng xã hội Facebook và Instagram đã khôi phục lại vào sáng thứ Ba, ngày 5 tháng 10, theo giờ Việt Nam, sau gần 6 giờ ngừng hoạt động trên toàn cầu. Chính quyền Biden lên tiếng về hồ sơ Pandora đang gây chấn động chính trường thế giới. Washington tuyên bố Trung Quốc điều 56 máy bay áp sát Đài Loan là động thái gây bất ổn, đồng thời tái khẳng định cam kết hỗ trợ Đài Bắc. Một phái đoàn thượng nghị sĩ Pháp đến thăm Đài Loan bất chấp phản đối của Bắc Kinh. Nhân ngày Quốc khánh Đảng Cộng sản Trung Quốc 1 tháng 10 tại New York, một số người Trung Quốc đã khiêng quan tài đến lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối khi nhân dân Trung Quốc bị cướp mất tự do và bị trả đạp. Từ bài học lũng đoạn về KTO, chuyên gia cảnh báo đơn xin gia nhập CPTPP của Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tổng hợp trưa ngày 5 tháng 10 của Hà TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Tin nóng. Thưa quý vị, một loạt các thông tin bùng nổ liên quan đến hàng tỷ người dùng Facebook trên toàn cầu đang thu hút sự chú ý Thông tin cá nhân và riêng tư của hơn 1,5 tỷ người dùng Facebook đang được bán trên một diễn đàn phổ biến liên quan đến hacker, có khả năng tạo điều kiện cho tội phạm mạng và các nhà quảng cáo vô đạo đức nhắm mục tiêu người dùng Internet trên toàn cầu. Các mẫu được trình bày trên diễn đàn cho thấy dữ liệu thực sự có vẻ là xác thực. Ba ứng dụng WhatsApp, Facebook và Instagram, tất cả đều thuộc sở hữu của Facebook đều ngừng hoạt động ngay trước 23 giờ ngày 4 tháng 10 theo giờ Việt Nam và kéo dài hơn 4 đến 5 tiếng đồng hồ sự cố ngừng hoạt động của Facebook tương đối hiếm khi xảy ra, nhưng có xu hướng ảnh hưởng rất lớn. Thêm vào đó, chuỗi thông tin gây sốc về Facebook được bổ sung bằng lời tố cáo chấn động của cựu nhân viên công ty này. Frances Hagen đã chính thức nộp đơn khiếu nại lên cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Mỹ, cáo buộc Facebook khuếch đại sự thù hận, thông tin sai lệch và bất ổn chính trị, cố tình bật đèn xanh cho một số lượng lớn các ấn phẩm gây ra cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ vì chúng thu hút và giữ chân người dùng, khiến họ dành nhiều thời gian hơn trên trang web và kết quả là lợi nhuận của công ty tăng lên. Bà Hocken, cho hãng tin CBS biết đang có hàng chục nghìn trang nghiên cứu nội bộ của Facebook làm bằng chứng trong tay, cho thấy nội dung và thuật toán của Facebook ưu tiên trên nền tảng của họ đã gây ra ảnh hưởng sai lệch tới xã hội toàn cầu. Các lời cáo buộc chưa được xác thực, nhưng thời điểm truyền thông thế giới đưa tin tức về vụ dò dỉ dữ liệu người dùng, sự cố ngừng hoạt động của Facebook và đơn tố cáo chấn động của cựu nhân viên đã tạo thành một sự trùng hợp dẫn đến nhiều giả định về mối liên hệ giữa các sự việc. Việc lựa chọn đúng nền tảng xã hội trong bối cảnh quyền lực của nhà phát triển công nghệ đang quá lớn tới mức có thể chi phối toàn cầu, không chỉ ảnh hưởng tới an ninh thông tin của mỗi cá nhân mà còn góp phần làm cho xã hội và thế giới trở nên lành mạnh hơn hay không và cũng khiến các nhà cung cấp phải tôn trọng đạo đức để giành được sự tin tưởng lâu dài của khách hàng. Người sử dụng mạng hiện nay đang giáo diết tìm kiếm các nền tảng đủ tin tưởng và bảo đảm không bị chi phối bởi chính trị, tiền bạc hay quyền lực. Ví dụ tại Mỹ, Snapchat là một trong những ứng dụng theo đuổi mục tiêu cung cấp sản phẩm có đạo đức và độc lập. Snapchat với cam kết đặt sự an toàn, riêng tư và quyền biểu đạt của người dùng lên trên hết, đang là một lựa chọn ưu tiên của người dùng mạng hiện nay. Snapchat gọn nhẹ, dễ sử dụng, đã có trên iOS và Android. Hiện tại được bổ sung nhiều cập nhật mới để mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Cập nhật của Dekan về sự kiện lớn ảnh hưởng tới hàng tỷ người trên thế giới. Hy vọng mang tới cho quý vị những thông tin hữu ích, giúp người dùng mạng có thể đưa ra những đánh giá và lựa chọn có trách nhiệm thông thái cho chính mình và xã hội. Thưa quý vị, vụ lộ file ghi âm được cho là của Đại tá Đinh Văn Nơi với một vị cựu lãnh đạo bức xúc việc Chủ tịch An Giang không cho rút dân về. Chính quyền đã lên tiếng nói cắt ghép trong khi người dân mong đoạn ghi âm là sự thật. Tối 4 10, trao đổi với tuổi trẻ online, ông Lưu Vĩnh Nguyên, trưởng ban nội chính tỉnh ủy An Giang, cho biết Khoa ghi âm cuộc nói chuyện được cho là của Đại tá Đinh Văn Nơi với cựu bí thư nói về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang không cho rước đón người dân về. Là chuyện bịa đặt, khoa ghi âm đã bị cắt ghép nhằm vu khống gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, hạ thấp vai trò của lãnh đạo tỉnh. Nghi can đã được triệu tập. Ông Nguyên khẳng định, từ trước đến nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thành Bình không hề phát biểu chuyện không đón công dân. Ông Bình luôn đi đầu trong việc phòng chống dịch chăm lo xã hội lúc đại dịch và việc đón người dân tự về quê. Báo tuổi trẻ còn dẫn lại lời đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định, đoạn ghi âm lan truyền trên mạng là cắt ghép, bịa đặt, vu khống nhằm chia rẽ sự đoàn kết nội bộ tỉnh. Anh Nguyễn Thanh Bình, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh không bao giờ gọi điện thoại chỉ đạo không đón dân. Tuy nhiên, trên mạng xã hội nhiều người sau khi nghe xong đoạn ghi âm cho rằng họ vẫn hy vọng đoạn ghi âm là sự thật vì họ tin tưởng việc làm của ông Nơi. Nhiều người còn dè dặt trước tuyên bố của chính quyền. Tài khoản Võ Hồng Ly, người thường cập nhật các tin tức xã hội cho rằng chị vẫn hy vọng clip này là có thật để cho chúng ta đâu đó vẫn còn sự hy vọng vào một số nhỏ lãnh đạo còn chút lương tri tình người. Trong khi Phan Tường Ngân thì giải dặt, tôi rất cảm kích với tấm lòng vị đại tá giám đốc công an đương nhiệm và thiếu tướng đang nghỉ hưu. Nhưng điều tôi thắc mắc là ai ghi và phát tán audio này. Đây là cuộc điện thoại cá nhân giữa hai vị, tùy họ đang nói về cách giải quyết tình hình dân đang về quê sau 4 tháng mắc kẹt ở thành phố vì dịch Covid, nhưng đó là ý kiến cá nhân họ. Phải được tôn trọng như luật quy định về thư tín, điện tín. Nếu phát tán, phải được cả hai đồng ý. Điều này sẽ gây khó khăn cho họ khi bọn xấu dùng nó để chống lại họ. Anh Minh Vu thì nếu quan điểm. Chưa biết đoạn ghi âm này có phải cắt ghép không? Chưa biết vì sao nó lại bị tung lên mạng? Có nhiều điều khó hiểu về hành tung đoạn ghi âm, nhưng nhìn chung phù hợp với tính cách ông nơi. Chuyển sang phần tin thế giới, Facebook và Instagram đã được kết nối lại một phần với Internet toàn cầu vào sáng thứ Ba ngày 5 tháng 10 theo giờ Việt Nam, gần 6 giờ sau sự cố ngừng hoạt động khiến mạng xã hội này tê liệt. Facebook và hai ứng dụng con WhatsApp và Instagram đã bị ngắt kết nối vào khoảng 23 giờ hôm thứ Hai, mùng 4 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Nhóm giám sát trang web Dow Detector cho biết đây là sự cố lớn nhất từng được ghi nhận khoảng 4 giờ 45 phút sáng ngày 5 tháng 10 theo giờ Việt Nam một số người dùng Facebook đã bắt đầu lấy lại quyền truy cập một phần vào mạng xã hội này. Nhưng WhatsApp đã tiếp tục gặp sự cố kết nối đối với ít nhất một số người. Sự cố ngừng hoạt động này là đòn giáng thứ hai vào gã khổng lồ mạng xã hội trong nhiều ngày sau khi một nhân viên cũ của hãng vào một ngày trước đó đã cáo buộc công ty liên tục ưu tiên lợi nhuận hơn là đạo đức khi bật đèn xanh cho các ngôn luận căm thù và thông tin sai lệch trên nền tảng này. Trước hai biến động trên, cổ phiếu Facebook bị giảm 5,3% giá trị trong phiên giao dịch sáng thứ ba. Các chuyên gia bảo mật cho biết sự gián đoạn có thể là kết quả của một sai lầm nội bộ, mặc dù trên lý thuyết sự phá hoại của người trong cuộc là hoàn toàn có thể xảy ra. Thưa quý vị, hồ sơ Pandora gây ra cơn bão phản ứng quốc tế ngày 4 tháng 10 từ những lời cam kết trịnh trọng của chính phủ về việc kiểm soát việc tránh thuế cho đến những lời phủ nhận đầy phẫn nộ. Hồ sơ Pandora do Garden và các đối tác truyền thông toàn cầu công bố hôm 3 tháng 10 đã tiết lộ vai trò hàng đầu của Mỹ trong ngành công nghiệp offshore nước ngoài. Công ty ngoại biên đăng ký hoạt động tại nước ngoài, bao gồm cả ở bang South Dakota. Hồ sơ bom tấn này cũng tiết lộ việc sử dụng những khu vực pháp lý bí mật nước ngoài của các nhà lãnh đạo thế giới trong quá khứ và hiện tại, cũng như các chính trị gia khác và các quan chức công quyền hàng đầu. Chính quyền Biden cho biết họ sẽ xử lý mạnh tay với các hoạt động không công bằng từ các tập đoàn lớn, Tòa Bạch Ốc cho biết trên Twitter đã đến lúc thảo luận với những người Mỹ chăm chỉ và bảo đảm những người siêu giàu đóng góp một cách công bằng. Nhiều quốc gia bao gồm Tây Ban Nha, Mexico, Panama, Pakistan, Ấn Độ, Brazil, Anh và Australia cho biết họ sẽ điều tra các tài liệu Pandora gồm 11,9 triệu tệp bị do gì từ 14 nhà cung cấp nước ngoài. Ở diễn biến khác, Washington tuyên bố Trung Quốc điều 56 máy bay áp sát Đài Loan là động thái gây bất ổn, đồng thời tái khẳng định cam kết hỗ trợ Đài Bắc. Trong buổi họp báo hôm 4 tháng 10, khi được hỏi về vụ Trung Quốc vừa điều 56 máy bay áp sát Đài Loan, thư kỳ báo chí tòa bạch ốc Zesaki cho biết: "Chúng tôi quan ngại trước những hành động khiêu khích của quân đội Trung Quốc gần Đài Loan. Đó là động thái gây bất ổn và có nguy cơ dẫn đến tính toán sai lầm, ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định khu vực." Bà tiếp tục: "Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh ngừng áp lực và ép buộc về quân sự, ngoại giao, kinh tế đối với Đài Loan. Chúng tôi luôn quan tâm đến hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan." Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng tự vệ đầy đủ. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho biết, Đài Loan thuộc về Trung Quốc và Mỹ không có lý do gì để đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm. Về vấn đề này, bà Saki mô tả cam kết của Hoa Kỳ với Đài Loan là vững chắc và cho biết các quan chức Hoa Kỳ đã nói rõ một cách riêng tư và công khai về những lo ngại của chính quyền Biden liên quan đến hành vi của Trung Quốc đối với Đài Loan. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình rất chặt chẽ bà Saki nhấn mạnh. Ngũ Giác Đài đã không trả lời yêu cầu bình luận của báo giới về việc các quan chức quốc phòng đã nêu quan ngại về sự hung hăng của Trung Quốc đối với Đài Loan. Hiện Trung Quốc chưa bình luận về phản ứng của phía Mỹ. Trước đó, Bộ Quốc phòng nước này khẳng định các đợt áp sát đảo Đài Loan nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước, đồng thời cáo buộc hành vi thông đồng giữa Đài Bắc và Washington. Kể từ ngày 1 tháng 10, khi Trung Quốc kỷ niệm ngày quốc khánh gần 150 máy bay của đại lục đã áp sát Đài Loan. Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Trực Tiếp trong chương trình đài ABC tại Australia gần đây tuyên bố rằng trong trường hợp bị quân đội Trung Quốc tấn công, Đài Loan sẽ sẵn sàng đẩy lùi quân thù và phía Trung Quốc sẽ chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng. Ở diễn biến khác, một phái đoàn thượng nghị sĩ Pháp đã đến thăm Đài Loan bất chấp phản đối của Bắc Kinh. Thượng nghị sĩ Alan Richard dẫn đầu một phái đoàn viếng thăm Đài Loan từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10. Phái đoàn Pháp sẽ tiếp kiến Tổng thống Thái Anh Văn nhưng tránh dự lễ quốc khánh Đài Loan ngày 10 tháng 10. Ông Alan Richard, cựu bộ trưởng quốc phòng, hiện là chủ tịch nhóm hữu nghị Pháp Đài Loan tại thượng viện. Việc một phái đoàn Pháp đến Đài Loan khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Đại sứ Trung Quốc tại Paris từng yêu cầu ông Richard hủy chuyến đi này. Ngoài ra, Bắc Kinh bực mình cũng kém về một hợp đồng gần đây giữa tập đoàn sản xuất chiến đấu cơ của Pháp, Dassault, hiện đại hóa phi đội Miraga cho không quân Đài Loan là một hợp đồng thứ nhì Pháp cung cấp hệ thống làm nhiễu sóng radar tàu khu trục cho Đài Loan. Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận diều hâu của Đảng Cộng sản Trung Quốc tức giận về chuyến thăm khi xuất bản một bài xã luận hàn học nói Pháp với tư cách là quốc gia ủng hộ quyền tự chủ chiến lược của châu Âu, không có lý do gì để làm bia đỡ đạn cho Mỹ để khiêu khích Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Tờ này cũng lưu ý, chuyến đi Đài Loan của Thượng nghị sĩ Pháp được chính phủ Pháp hỗ trợ ngầm đặc biệt diễn ra vào thời điểm Pháp và bị Mỹ đâm sau lưng với thỏa thuận AUKUS với Úc và Anh. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 10 vừa qua là 72 năm, ngày quốc khánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng đối với người dân Trung Quốc đó là ngày quốc vòng, khi họ bị cướp mất tự do và bị trà đạp. Theo đài truyền hình Tân Đường Nhân, ngày này người Trung Quốc trên toàn cầu đã tổ chức các cuộc meeting và các hoạt động khác để phản đối và kêu gọi các lực lượng công lý trên thế giới đoàn kết để chống lại kẻ thù chung của nhân loại là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trời sẽ diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc, trời sẽ diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ cướp phải diệt vong. Người Trung Quốc từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm New York, San Francisco, Los Angeles, Vancouver, Canada, Toronto, London, Anh, Berlin, Đài Loan, đã tổ chức các hoạt động trong suốt những ngày qua, dấy lên các cuộc biểu tình chống Đảng Cộng sản Trung Quốc trên toàn thế giới. Tại New York, một số người Trung Quốc đã khiêng quân tài đến lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối. Theo Bạch Tiết Mẫn. Phó Chủ tịch của Liên đoàn Dân chủ Nhân quyền Trung Quốc và Chủ tịch khu vực miền Đông Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang lung lay và chế độ này không còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa, đặc biệt là kể từ khi virus của Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công thế giới. Cho đến nay, hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang lên án nó. Sự kiện Quốc Khánh không phải là ngày lễ của người dân Trung Quốc, mà là ngày hội của các quan chức tham nhũng và những kẻ khủng bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại San Francisco và Los Angeles, người Trung Quốc từ nhiều nhóm chính trị khác nhau cũng tụ tập bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc, vẫy cờ khẩu hiệu, hô khẩu hiệu và biểu tình. Mọi người đốt cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc để phản đối. Một số người Hoa ở San Francisco cũng mang quần tài và diễu hành bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc. Nhà hoạt động nhân quyền ở Sơn Đông đang lưu vong tại Hoa Kỳ, giới lập kiến cho biết Chúng tôi đã đốt lá cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hy vọng nó sẽ bị xét xử trước công lý, không giữ một dấu vết của con quỷ này trên thế giới. Hãy để nó bị xóa sổ. Cùng ngày, 8 nhóm cộng đồng ở Toronto đã tụ tập trước lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc, lên án chính sách ngoại giao con tin của chế độ này và yêu cầu Bắc Kinh ngừng can thiệp vào các công việc của Canada và thả tất cả các con tin. Thịnh Tuyết, nhà văn kiêm nhà hoạt động xã hội người Canada gốc Hoa, cho biết tại sự kiện rằng, suốt 72 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mang đến vô vàn thảm họa và bất hạnh cho người dân Trung Quốc và người dân thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc là chế độ gây nhiều tội ác nhất cho nhân loại trong lịch sử. Bà lên án, tội ác diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Tây Tạng và Tân Cương, cuộc đàn áp nhân quyền đối với người Hồng Kông và việc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Điều đáng nói là vào ngày 30 tháng 9, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dương cờ trước tòa thị chính của Boston, Hoa Kỳ. Kết quả là thiết bị kéo cờ đã bị hỏng, lá cờ máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị mắc kẹt giữa cột cờ và biến thành cột buồm tang tóc. Cuối cùng, lễ chào cờ buộc phải hủy bỏ những người biểu tình tại hiện trường nói rằng đây là ý muốn của Chúa. Thưa quý vị, câu chuyện về thương mại trong thế giới chúng ta là một câu chuyện ngụ ngôn nối tiếp nhau bởi những chuỗi thành công và thất bại. Ngay cả khi các nhân tố cấu thành nên nó thường luôn được thiết kế để mang lại một kết quả thịnh vượng Trung Quốc. Đó là nhận định của Sophie York, một luật sư, giảng viên đại học, tác giả, diễn giả người Úc. Bà đã có bài bình luận trên tờ The Epoch Times hôm 4 tháng 10 về câu chuyện xoay quanh việc Trung Quốc tham gia hiệp ước thương mại CPTPP. Theo tác giả Sophie, giống như tất cả các câu chuyện ngụ ngôn khác, chúng ta luôn có thể rút ra những bài học. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP bắt đầu là một sự mở rộng của Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPSEP hay P4, được bốn nước ký phát là Brunei, Chile, New Zealand và Singapore vào năm 2005. Năm 2008, có thêm nhiều quốc gia khác tham gia thảo luận để gia nhập hiệp định, bao gồm Úc, Canada, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Peru, Mỹ và Việt Nam. Được các quốc gia đàm phán lên con số 12, vào thời điểm một thỏa thuận mới được ký kết vào ngày 4 tháng 2 2016. Dưới thời cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, Mỹ đã rút khỏi vào tháng 1 năm 2017. Với động thái này, thỏa thuận đã được đổi tên thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), bao gồm 11 quốc gia. Tác giả Sophie đặt câu hỏi, với việc tổ chức thương mại thế giới WTO sẵn sàng tạo điều kiện cho một môi trường thương mại thông suốt một cách hợp pháp, thì rốt cục đâu là động cơ cho việc tạo ra một nhóm kinh tế mới? Cơ sở bất thành văn để tạo dựng CPTPP là gì? Chẳng phải kể từ khi thành lập vào năm 1995, mục tiêu của WTO đã là giúp các nhà sản xuất hàng hóa và dịch vụ, các nhà xuất khẩu và nhập khẩu quốc tế kinh doanh một cách thuận lợi và mang tính xây dựng hay sao? Thực tế là WTO đã đạt được những mục tiêu này rồi, đúng không? Chắc chắn rằng thành viên của 164 quốc gia cấu thành nên 96% tổng thương mại toàn cầu sẽ đưa ra một câu trả lời vang dội là khó. Câu hỏi cần phải đặt ra là, theo tác giả Sophie, trong bối cảnh Trung Quốc gần đây đã tỏ ý muốn gia nhập CPTPP là liệu WTO đã từng bao giờ mở cửa chấp nhận sự gia nhập của các quốc gia thành viên không tuân thủ các quy định nhóm, những thành viên có thể sẵn sàng lạm dụng các quy tắc chung của WTO để ép buộc các quốc gia thành viên khác làm theo ý mình hay chưa? Kể cả những gì quốc gia khác tuân thủ và các quy định của WTO trong giải quyết tranh chấp thương mại. Tất cả các thành viên của CPTPP hiện tại đều có một nhận thức sâu sắc về những hành xử trái luật của Trung Quốc tại nơi này. Tác giả Sophie cho biết, thành viên đầy tham vọng này đã khiến tất cả những người khác lo lắng, nhưng không quốc gia nào muốn công khai chỉ ra rằng đây là một tay chơi xấu thiếu thiện trí. Tất cả các quốc gia thành viên đều là thành viên của WTO, nhưng không một quốc gia thành viên nào dám trực tiếp cáo buộc Trung Quốc không tuân thủ các nguyên tắc của WTO, kể cả Hoa Kỳ. Điều đó cũng đúng với Australia, ngay cả khi nước này đã bị Bắc Kinh đai nghiến một cách nhỏ mọn khi cấm nhập khẩu các mặt hàng của Australia như lúa mạch, rượu vang, hải sản và than đá, khi nước này chỉ trích Bắc Kinh hành sự tắc trách trong đại dịch. Cho đến nay, các nước đều muốn tránh đối đầu trực tiếp với một Trung Quốc đang trỗi dậy về kinh tế. Người duy nhất dám thẳng thừng chỉ trích Trung Quốc là cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã khéo léo rút Mỹ khỏi TPP khi còn tại nhiệm. Theo vị luật sư Ngồi Úc, không quốc gia nào trong CPTPP hiện muốn tham gia vào một cuộc chiến ngôn từ trực diện với Bắc Kinh. Và đây là điều không phải bàn cãi. Nhưng ngay cả khi các mối quan hệ thương mại là vấn đề lớn cần cân nhắc, các quy tắc và luật lệ cũng rất quan trọng và hiện các quốc gia hiện đang dần nhận ra rằng, sau khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý đại dịch toàn cầu một cách cẩu thả và để lại hậu quả nghiêm trọng thì mối quan hệ dựa trên sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau mới là vấn đề quan trọng nhất. Tất nhiên, Trung Quốc có thể tự mình tạo ra một khu vực thương mại mới và mời các đối tác thân thiết của họ như Triều Tiên, Iran, Cuba và giờ đây là Afghanistan để tạo nên một khối kinh tế. Và đó chẳng phải sẽ là một môi trường hòa hợp nhất đối với Bắc Kinh hay sao? Tuy nhiên, tác giả Sophie cho biết, Bắc Kinh không muốn bị coi là ở thế cô lập với những người tốt, những nước có uy tín và có tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế. Tác giả Sophie nhận định, Trung Quốc muốn gia nhập CPTPP, nhất là trong bối cảnh nó đã thu được những lợi ích to lớn từ khi gia nhập WTO, nhưng không tuân thủ các quy định của WTO. Nước này chắc chắn sẽ không sẵn sàng từ bỏ cơ hội gia nhập CPTPP để làm điều tương tự. Trong số các quốc gia thành viên CPTPP, Singapore và Malaysia đã bày tỏ hoan nghênh đối với dự định này của Trung Quốc. Người ta cũng cho rằng New Zealand cũng sẽ tán đồng, Canada sẽ nối gót theo sau và bộ ba quốc gia Trung và Nam Mỹ sẽ không quyết liệt phản đối. Việt Nam thì sẽ không ủng hộ nhưng cũng không phản đối mạnh mẽ hoặc công khai. Nhật Bản sẽ ngầm phản đối và chỉ có Australia sẽ thẳng thắn phản đối việc này. Lý do Australia phản đối việc Bắc Kinh gia nhập hiệp định, theo tác giả Sophie sẽ không phải là do xích mích thương mại hiện có giữa hai nước, mà là do Trung Quốc chưa bao giờ tuân thủ đúng các nguyên tắc của WTO. Theo cách nhìn này, Australia có đầy đủ lý do để bỏ một lá phiếu vững chắc và bác bỏ việc CPTPP, xem xét ứng viên Trung Quốc và phủ quyết, không cho Trung Quốc tham gia và phá hoại các quy tắc của CPTPP. Theo đó, CPTPP không nên là một diễn đàn kinh tế thuần túy mà không cân nhắc gì đến tầm quan trọng của sự phát triển nền văn minh trong khu vực và trên toàn cầu. Việc thừa nhận và tôn trọng các quyền con người được thể hiện một cách hữu hình trong một hệ thống chính trị và luật pháp đang bảo vệ chúng phải được coi là một điều kiện tiên quyết. Với điều kiện tiên quyết này, Trung Quốc có thể bị loại trừ một cách tự nhiên mà không bất ngờ. Trong khi đó, Đài Loan cũng xin gia nhập hiệp định thương mại, điều này cần được khuyến khích và thúc đẩy theo tác giả Sophie. Ngưỡng tiêu chuẩn đầu vào cao không thể cản trở Đài Loan. Đài Loan đáp ứng các điều kiện bất kể là trên mặt kinh tế, chính trị, văn hóa hay xã hội. Việc Đài Loan gia nhập cũng có thể khởi tác dụng ngăn chặn Trung Quốc và có lợi trong việc kiềm chế sự gia nhập của Trung Quốc và ngăn chặn sự suy thoái và mục rỗng trong tương lai của CPTPP. Không chỉ vậy, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho thấy một sự sẵn sàng kết hợp với các đồng minh. Vì vậy, Australia nên cân nhắc mời Mỹ thái tham gia, lướt trên đòn bẩy và làn sóng thiện chí do khối liên hiệp AUKUS mới được hình thành gần đây. Sự tham gia của Mỹ chắc chắn sẽ nâng cao tiếng nói của các nền dân chủ trong hiệp định theo tác giả Sophie. Australia hiện đang tìm cách nâng cao sức mạnh và tiếng nói của mình trong tổ chức và nhận được sự ủng hộ của một nước chống lưng quan trọng là Nhật Bản, quốc gia có cùng lợi ích với nước này. Việc này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho các thành viên khác và toàn thể khối. Thứ tự ưu tiên hợp lý này củng cố thêm cho các thành viên hiện tại và bảo vệ lợi ích của họ nếu một Đài Loan dễ bị lép vế và Hoa Kỳ tham gia. Theo tác giả Sophie, cũng cần phải khẳng định rằng bất kỳ lộ trình nào trong đó có việc Trung Quốc tham gia cũng đều phải nằm ở cấp ưu tiên thấp nhất, thậm chí nhìn nhận là một viễn cảnh xa vời. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu CPTPP xét duyệt kỹ các thành viên mới một cách thận trọng và cảnh giác cao độ hơn, là để sau này bị đâm sau lưng, trong kinh ngạc và không biết tại sao. Mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.